Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 5 năm 2018 có một cái vấn đề là chính cái lợi khi giải quyết tranh chấp bằng trọng tài. Thưa quý vị và các bạn, cái việc này chắc tôi cũng chưa bao giờ nghiên cứu, mà thấy thì đọc cũng hay hay. Không biết cái này chắc để dành cho một số doanh nghiệp và một số luật sư để chúng ta cùng nhau bàn luận. Thì tôi thấy trong cái hình có cái Đại hội Trọng tài Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, và tôi thấy đa số là các anh chị em luật sư, và đa số là luật sư đàn ông, tôi cho là như vậy. Tôi cũng có một cái bản án của cái phán quyết này. Đây quý vị và các bạn thấy không? Đây là một cái phán quyết. Phán quyết của Hội đồng Trọng tài Trung tâm Trọng tài Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đọc và tôi thấy đây là một cái vấn đề rất là lạ. Và bản thân tôi thì nói thật với quý vị và các bạn, có thể là một số anh chị em nước ngoài đang xem cái video này, thì một số mấy anh chị em ở có một cái trình độ tương đối cao thì hỏi gì chứ, luật sư ơi, luật sư chuyên ngành gì? Tôi trả lời rằng là ở Việt Nam cái kiến thức của người dân thấp lắm, có cái gì làm cái đó thôi. Dân sự thì tranh chấp đất đai, rồi tranh chấp hợp đồng, rồi còn hình sự thì những cái vụ cố ý gây thương tích, giết người, ma túy, bảo vệ người bị hại, bảo vệ bào chữa cho bị cáo, rồi thì tranh chấp những vụ thừa kế, rồi trong những cái vụ ly hôn và tranh chấp soạn thảo đơn từ, soạn thảo những cái quyết định khiếu kiện hành chánh. Như thế thôi cũng đã đủ rồi, là văn bản chồng chéo rất là nhiều quý vị và các bạn. Chứ thực sự ra luật sư Việt Nam làm gì có cái tính chuyên nghiệp là chúng tôi chỉ chuyên về cái mảng sở hữu trí tuệ, hay là chúng tôi chỉ chuyên về mảng hình sự. Thì thực sự tôi cũng không biết một số tỉnh thành khác như thế nào, nhưng riêng ở Thành phố Hồ Chí Minh, các anh chị luật sư, một số công ty luật, và ngoại trừ một số công ty luật có một cái nguồn khách hàng là doanh nghiệp, thì còn lại chúng tôi vẫn sử dụng là có khi nào làm cái đó. Thôi thì bây giờ trở lại vấn đề chính nha quý vị và các bạn, đó là chính cái lợi khi giải quyết tranh chấp bằng trọng tài. Theo nghị quyết 01 năm 2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, trọng tài có quyền giải quyết các tranh chấp sau: tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại, tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó có ít nhất một bên có hoạt động thương mại, tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định giải quyết bằng trọng tài. Tuy nhiên, các tranh chấp chỉ dựa được giải quyết bởi trọng tài nếu giữa các bên có thỏa thuận bằng văn bản dưới hình thức các điều khoản trọng tài trong hợp đồng, hoặc có thỏa thuận riêng dưới hình thức khác như là telegram, như là fax, telex, thư điện tử. Để đảm bảo cho việc giải quyết của trọng tài, pháp luật quy định tòa án từ chối thụ lý giải quyết trong trường hợp các bên có thỏa thuận trọng tài, trừ trường hợp thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được. Như tôi đọc trong cái hợp đồng tranh chấp của hai công ty đó quý vị và các bạn, thì trong cái điều khoản và giải quyết tranh chấp thì có ghi rõ là trong trường hợp các bên có phát sinh tranh chấp thì các bên có thể thỏa thuận chọn trọng tài hoặc là tòa án. Thì các bên trong cái hợp đồng thương mại này, hợp đồng kinh tế này, họ đã sử dụng cái phán quyết của trọng tài, và đã có một cái phán quyết của Hội đồng Trung tâm Trọng tài Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh năm mới nhất nha quý vị, năm 2018. Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài là giải quyết tranh chấp ngoài tòa án được pháp luật thừa nhận. Theo đó, các bên tranh chấp thỏa thuận đưa tranh chấp đến một trung tâm trọng tài để giải quyết theo quy định của luật trọng tài thương mại và tuân thủ phán quyết của trọng tài viên hay hội đồng trọng tài.
Trao đổi với phóng viên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Hội Trọng tài Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, gần đây việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài được nhiều doanh nghiệp trong nước lựa chọn. Hay quá quý vị và các bạn, đỡ phải chính cái lợi khi giải quyết tranh chấp. Thì nhanh, bảo mật. Ông Hậu cho biết có 9 cái lợi khi doanh nghiệp lựa chọn tranh chấp thương mại bằng trọng tài. Thứ nhất, phán quyết của trọng tài là chung thẩm, nên có giá trị bắt buộc đối với các bên tranh chấp, không thể chống án hay kháng cáo. Việc giải quyết tại trọng tài chỉ diễn ra ở một cấp, đó cũng chính là điều khác biệt cơ bản so với việc xét xử tại tòa án. Tranh chấp trọng tài sau khi phán quyết đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và chấm dứt sự tồn tại. Thì trước đây tôi cũng có nói đó, nếu như trong trường hợp các bên không thể thỏa thuận được thì chúng ta có thể khởi kiện ra tòa. Thì ở tòa án có hai cấp xét xử, đó là cái cấp sơ thẩm. Nếu chúng ta không đồng ý với cái phán quyết của tòa án thì chúng ta có quyền khiếu nại lên cái cấp phúc thẩm để xem xét lại cái tính khách quan, tính minh bạch, tính đầy đủ của cái hồ sơ. Tuy nhiên là phán quyết của trọng tài là cái phán quyết chung thẩm. Thêm cái nội dung thứ hai nha quý vị. Hội đồng trọng tài do các bên thỏa thuận, lựa chọn hoặc được chỉ định để giải quyết vụ kiện, nên các trọng tài viên theo vụ kiện từ đầu đến cuối, họ có điều kiện nắm bắt, tìm hiểu thấu đáo các chi tiết của vụ việc, nên khi muốn hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán, trọng tài có thể hỗ trợ các bên đạt tới thỏa thuận, điều ít khi xảy ra ở tòa án. Tôi thấy có một cái list của các anh chị trọng tài viên, và trong đó thì khi mà cái phương thức giải quyết bằng tranh chấp bằng trọng tài thì các bên sẽ chọn ra 3 trọng tài để mà mình thống nhất là chọn những cái người đó, và mình cho cái người đó là đủ cái năng lực để giúp mình trong một cái phán quyết. Thứ ba nha quý vị, nội dung tranh chấp được giữ bí mật. Phán quyết của trọng tài không được công bố rộng rãi. Hầu hết quy định pháp luật về trọng tài của các nước đều thừa nhận nguyên tắc trọng tài xử kín nếu các bên không có thỏa thuận khác. Đây là một ưu điểm quan trọng bởi các doanh nghiệp không muốn các bí quyết bí mật kinh doanh bị phơi bày công khai, điều mà các doanh nghiệp luôn coi đó là tối kỵ. Tôi nhớ có một cái lần là tôi đi tranh chấp một cái hợp đồng xây dựng của công ty A, kiện công ty của tôi kiện công ty A. Thì sau khi mà bản án phúc thẩm được tuyên thì có hỏi chúng tôi một cái câu rằng là quý vị và có đồng ý công bố trên cái cổng thông tin của Bộ Tư pháp hay không. Thì tôi là luật sư đi đại diện ủy quyền cho bên tôi, và cả các luật sư đồng nghiệp đi đại diện ủy quyền cho phía bên kia đều nói là không. Vì quý vị và các bạn biết không, tự nhiên mình lại đem cái danh dự của mình để đi bôi trò trắc trấu. Và một lần nữa, một khi mấy doanh nghiệp của mình đã được lên cổng thông tin thì cái uy tín danh dự của mình nữa. Thứ tư, khi giải quyết tranh chấp trọng tài cho phép các bên được sử dụng kinh nghiệm của các chuyên gia, và điều này thể hiện ở quyền lựa chọn trọng tài viên của các bên. Các bên có thể lựa chọn một hội đồng trọng tài dựa trên trình độ, năng lực, sự hiểu biết của họ về pháp luật thương mại quốc tế, về các lĩnh vực chuyên biệt như xuất nhập khẩu hàng hóa, sở hữu trí tuệ, chứng khoán. Điều này là ở tòa án không thể có. Hay quá quý vị và các bạn. Nếu tôi được quyền lựa chọn, tôi sẽ lựa chọn người tốt nhất, người có năng lực nhất. Tôi muốn đi đến bác sĩ, tôi phải xem bác sĩ này có chuyên môn về cái loại bệnh của tôi hay không. Và trọng tài, nếu mà cái anh luật sư trọng tài viên đó ảnh chuyên về hình sự thì không thể nào đáp ứng những cái việc của tôi. Và tôi thấy anh này là chuyên về mảng doanh nghiệp, thì tôi có thể cho rằng là với kiến thức, với khả năng của anh, có thể những cái phán quyết của anh
rất là chính xác. Thứ năm, hoạt động giải quyết tranh chấp của trọng tài viên diễn ra liên tục nên tiết kiệm thời gian, chi phí và tiền bạc cho doanh nghiệp. Trong khi đó, nếu giải quyết tranh chấp bằng tòa án thường rất khó đạt được điều này bởi tòa thường. Thứ năm nha quý vị. Thứ năm, hoạt động giải quyết tranh chấp trọng tài diễn ra liên tục nên tiết kiệm thời gian, chi phí và tiền bạc cho doanh nghiệp. Trong khi đó, nếu giải quyết tranh chấp bằng tòa án thường khó đạt được điều này bởi tòa án thường quá tải, án tồn động là không thể tránh khỏi. Thực tiễn cho thấy doanh nghiệp giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thường kéo dài tối đa là 6 tháng. Tuyệt vời quá. Trong khi đó, giải quyết tranh chấp tòa thường kéo dài nhiều năm. Thực ra quý vị và các bạn biết không, tôi là dân là chuyên về tranh tụng, luật sư chuyên về tranh tụng, cho nên tôi hiểu được cái áp lực án tồn động. Và tôi nói thật với quý vị và các bạn, có những vụ án mà tôi tham gia 10 năm, bây giờ qua một cấp, hai cấp. Còn cái chuyện là khi nào giải quyết xong thì đó là một cái bài toán. Thông thường thì trong cái hợp đồng dịch vụ pháp lý của chúng tôi thì không ghi về thời hạn. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục với cái điều thứ 6 nha. Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thể hiện tính năng động, linh hoạt và mềm dẻo, do đó dễ thích ứng hơn so với giải quyết tranh chấp bằng tòa án. Luật trọng tài ở các nước quy định thủ tục tố tụng trọng tài rất đơn giản, chủ yếu dựa trên các thỏa thuận các bên. Các bên được tự do thỏa thuận về toàn bộ quy trình tố tụng và các hoạt động trọng tài, có nghĩa vụ phải thực hiện đúng theo thỏa thuận đó. Ví dụ các bên có thể quyết định số lượng trọng tài viên của hội đồng trọng tài, cách thức chỉ định trọng tài viên, tiêu chuẩn của trọng tài viên, thời gian giải quyết vụ tranh chấp, luật áp dụng, ngôn ngữ điểm giải quyết tranh chấp vụ tranh chấp. Trong khi đó, tòa án khi xét xử tuân thủ một cách đầy đủ và nghiêm ngặt trình tự thủ tục được quy định trong Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự và các văn bản hướng dẫn có liên quan, được sự công nhận quốc tế. Thứ bảy là việc xét xử tranh chấp bằng trọng tài phải đảm bảo được tính bí mật cao. Vì vậy, để tránh cho các bên có nguy cơ làm tổn thương mối quan hệ làm ăn vốn có, trong khi xét xử công khai tại tòa án thường dễ làm cho các bên rơi vào tình trạng đối lập nhau và kết luận là các bên thừa nhận như một chiến thắng, còn bên kia thấy mình thua cuộc. Thật ra cái tâm trạng này nó cũng không phải là dễ thấy ở cái người Việt Nam mình. Thắng thì họ hay kiêu ca, cao ngạo, còn thua thì có những cái gọi là rất là thất vọng, chán chường. Việc xét xử tranh chấp bằng trọng tài trên thực tế đã làm giảm đáng kể mức xung đột, căng thẳng của những bất đồng, bởi nó diễn ra trong một không gian kín, nhẹ nhàng, mang nặng tính trao đổi để tìm ra sự thật khách quan của vụ việc. Đây là yếu tố để các bên duy trì được quan hệ đối tác, thiện chí đối với nhau. Thứ 8, được sự công nhận của quốc tế. Đây là một cái ưu thế quan trọng đối với phán quyết của trọng tài có yếu tố nước ngoài. Thông qua một loạt các công ước quốc tế, đặc biệt là Công ước New York năm 1958. Cái công ước này công nhận và thi hành các quyết định trọng tài nước ngoài. Các quyết định trọng tài được công nhận và thi hành tại 142 quốc gia. Wow, tôi là luật sư mà tôi không biết điều này quý vị và các bạn. Mình phải thừa nhận rằng có những điều, có những lĩnh vực mình chưa nghiên cứu thì mình không thể nào biết được quý vị và các bạn ạ. Thứ 9 là tính trung lập, vô tư, khách quan và tính chuyên nghiệp, giải quyết nhanh chóng, kịp thời của trọng tài viên với đặc thù cơ chế giải quyết tranh chấp. Tư, thẩm quyền được hình thành dựa trên sự thỏa thuận của các bên. Trọng tài luôn nhấn mạnh các tiêu chí vô tư, khách quan, trình độ của các trọng tài viên. Tuyệt quá quý vị và các bạn. Tôi đọc cái bản tin cho các bạn và chắc chắn tôi sẽ nghe đi nghe lại cái bản tin này rất là nhiều lần. Vì quý vị và các bạn biết không, chúng ta thấy được những cái lợi của trọng tài kinh tế
Và khi chúng ta chọn một cái hình thức bằng tòa án, bằng trọng tài kinh tế, thì cái việc mà chúng ta chọn trọng tài kinh tế có thể là nó sẽ tốn một cái mức phí trong trường hợp bên nào mà không có được công nhận cái phán quyết thì bên đó phải trả những cái phần mức phí này. Tuy nhiên, thứ nhất là những cái lựa chọn về trọng tài viên, thứ hai về năng lực trình độ của các anh trọng tài viên, cái thứ ba là không gian là rất là nhẹ nhàng, cái thứ tư là rút ngắn thời gian, rất rất là nhiều những cái vấn đề mà tôi cho rằng nếu tôi là doanh nghiệp tôi sẽ chọn phán quyết là trọng tài viên. Rất cảm ơn quý vị và các bạn về một cái lĩnh vực hoàn toàn mới mà tôi nghĩ rằng là mình cũng không ngại mình nói là mình không biết đâu, tại vì thật sự ra những cái phán quyết, đây cũng là lần đầu tiên tôi được đọc những cái phán quyết của trọng tài kinh tế. Kính mong quý vị và các bạn, nếu anh chị có cảm thấy cười tôi cũng chịu thôi, vì đời là một bể học, chúng ta học từ đồng nghiệp, học từ báo chí, và không ai có thể nói là mình không học được. Và đây cũng là một cái học, sau khi học xong rồi thì tôi lại trao cho quý vị và các bạn những cái kiến thức, mà đặc biệt là những cái kiến thức cơ bản mà tôi đã có một cái quá trình 10 năm trong nghề. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe những cái trải nghiệm của một cái bản tin luật sư Đoàn Gia Cúc. Xin trân trọng cảm ơn.